Kính thưa quý vị, chương trình Nối kết yêu thương do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tập đoàn Vina Capital Foundation, Quỹ Nhịp tim Việt Nam thực hiện với mong muốn tạo nên một nhịp cầu nối kết những tấm lòng nhân ái trong xã hội với những trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Rất mong thông qua chương trình, chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những trái tim trẻ thơ được hồi sinh từ bệnh tật và khó nghèo. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Vừa qua, Liên đoàn Tim mạch Thế giới phối hợp cùng Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam và tổ chức Vina Capital Foundation đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Tăng huyết áp, những giải pháp giảm thiểu gánh nặng bệnh lý tim mạch ở Việt Nam. Tọa đàm quy tụ hơn 40 đại biểu và chuyên gia hàng đầu trong phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp tại Việt Nam. Nội dung chính của buổi tọa đàm là thảo luận về những thách thức và giải pháp trong việc phát hiện, điều trị bệnh tăng huyết áp cũng như các bệnh tim mạch. Hiện nay thì cái mô hình bệnh tật của Việt Nam chúng ta nó cũng thay đổi nhiều. Các bệnh không lây nhiễm nó đang có khuynh hướng tăng lên. Cụ thể là các bệnh lý về tim mạch, các bệnh về đái đường, bệnh ung thư và rối loạn tâm thần. Nếu như năm 2008 tỷ lệ điều tra của chúng tôi tại 8 tỉnh thành phố tỷ lệ tăng huyết áp nó là 25,1%, nhưng mà những cái thống kê gần đây thì thấy là tỷ lệ tăng huyết áp nó tăng khoảng 30-40%. Có nhiều vùng nó lên đến 47% ở những người trưởng thành. Tính ra như thế, ở Việt Nam có khoảng 14 đến 15 triệu người bị tăng huyết áp. Chương trình quốc gia phòng chống các bệnh tim mạch cũng đã cố gắng hết sức tập trung vào hai cái việc chính, là một là truyền thông giáo dục cho người dân những cái kiến thức về các bệnh lý tim mạch nói chung và đặc biệt là về vấn đề phòng chống đối với tăng huyết áp. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng làm thêm các cái chương trình đào tạo và đào tạo lại cho các cái cán bộ y tế ở tất cả 63 tỉnh thành phố. The World Health Federation is an association of national cardiac societies, patient groups and foundations, and we're very proud to have members in Vietnam to defend the access to heart health for everyone. Our vision is that by bringing together today stakeholders, cardiologists, nurses, GPs, nutritionists, represented from the government, from the payers, from the media and the patients, will be able to identify what are the roadblocks that prevent the detection, the management of hypertension in Vietnam, and what are some of the solutions specific to this country that we could identify. First of all, the World Heart Federation is the premier organization in the world. Making people aware of the consequences of hypertension and other cardiovascular diseases. So we are honored to work with them here in Vietnam. Our mission at Vina Capital Foundation is to also make people aware. We focus mostly on children, and we've seen over the years that there's an increase in hypertension in children. But about 1 in 5 in Vietnam have hypertension. And we're very interested in making sure that people are aware of the fact that they have hypertension and we find a remedy for it and try to begin to prevent it. Tại phiên kết luận, các chuyên gia đã đưa ra kinh nghiệm và góc nhìn xoay quanh việc chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp và bệnh tim mạch tại vùng nông thôn và trong cộng đồng. Mặt khác, hầu hết các bệnh tim mạch có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống và môi trường. Những người bị bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ tim mạch cao do tăng huyết áp cần được phát hiện sớm để được thăm khám, tư vấn và sử dụng thuốc nếu cần. Khoảng 3-4 tháng, có khi là nửa năm, gia đình nhỏ này mới được đoàn tụ, quây quần bên nhau. Kể từ ngày phát hiện Như Ý mắc bệnh tim bẩm sinh, ba mẹ em đành nén chặt nỗi nhớ thương con để lên thành phố Hồ Chí Minh tìm việc. Với mức lương công nhân 4 triệu 500 ngàn đồng mỗi tháng, tuy cũng chẳng là bao, nhưng với gia đình này, nó là nguồn thu nhập ổn định để hàng tháng cha mẹ em gửi về cho bà ngoại chăm sóc hai cô con gái nhỏ. Bà ngoại ở đây nuôi, nhằm khi thiếu bà ngoại cũng mượn đầu này đầu kia, chừng nào mẹ ba nó lãnh tiền gì cái gửi gì cái mình đem đi trả. Ở nhà cũng hồi hộp bằng đêm bằng hôm á,
sợ nó bệnh bất tử cái không có ai mà đưa, cũng nhầm khi chừng nào nặng thì điện kêu mẹ nó về, chừng nào mình thấy nó ít thì bà ngoại đem khám rồi gì vậy, nhầm khi thì bà ngoại trông ơn vậy đó. Nó bệnh cái nó kêu ngoại ơi điện mẹ cái gì đi, ngoại ơi điện mẹ gì vậy? Không thể chịu đựng những cơn đau thay con, cũng không thể bên cạnh con vượt qua những giây phút hiểm nguy nhất, trái tim người làm cha làm mẹ trăm ngàn lần đau đớn. Nhưng cha mẹ em không còn sự lựa chọn nào khác khi đối mặt với chi phí phẫu thuật lên đến 65 triệu đồng. Hy vọng những nỗi âu lo này sẽ sớm qua đi. Một ngày không xa, Như Ý sẽ có lại trái tim khỏe mạnh và gia đình nhỏ này sẽ không phải chia xa. Thưa quý vị, sau một chặng đường dài di chuyển từ ngoài lộ lớn vào được trong này thì cuối cùng nó kết yêu thương được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng đã đến được nhà của bé Thạch Ngọc Như Ý là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Dạ và đây là chị Hường là mẹ của bé Ý. Dạ em chào chị. Trước tiên thì chị có thể chia sẻ về hiện tại thì mình sống ở đây là mình sống cùng với ai, rồi những thành viên trong gia đình mình gồm bao nhiêu người ạ? Ở đây 6 người. Ông bà ngoại với hai vợ chồng với hai đứa con. Dạ. Bé Như Ý là 5 tuổi, dạ. Với bé nhỏ là 3 tuổi. Rồi hiện tại thì công việc của anh chị như thế nào ạ? Em ở Bình Chánh, dạ. Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Như làm bên bệnh ăn cơm ăn liền á, dạ. Làm chia cơm, chia phần cơm á, dạ. Cho đặt công ty khác. Dạ. Dạ. Rồi mình cái công việc đó thì mình có được tăng ca hay là lương thưởng như thế nào không chị? Dạ, tới tăng ca tới 6, từ 6 giờ sáng, làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Dạ, để tăng ca được 2 tiếng. Mình lên trên Sài Gòn mình làm được bao nhiêu năm rồi chị? Gần 4 năm. Tháng trung bình lương là 4 triệu, 4 triệu rưỡi tháng. Dạ. Cả hai vợ chồng là lương bằng nhau, dạ. Mình làm chung luôn. Dạ. Vậy thì nếu như mà trừ cái phần ở trọ, ăn uống, sinh hoạt này nọ ra thì mình còn dư được nhiêu rồi mình dành dụm mình gửi về quê lo cho bé được nhiêu chị? Dư ra là 4 triệu, 4 triệu mấy vậy. Tiền nhà trọ 1 triệu mấy à, tiền ăn nữa. Coi như là hai vợ chồng đi làm thì lương của một người là để lo trang trải sinh hoạt này nọ trên đó. Rồi còn một phần lương thì mình dành dụm mình để lo. Gửi gì? Anh chị đi làm mấy năm nay chắc là mình cũng tích góp, mình chuẩn bị được phần nào lo cho bé không chị? Có dư có mấy triệu, hai vợ chồng. Tại tới tháng là đưa về nuôi hai đứa nhỏ với thêm ông bà ngoại nữa. Cái phần tiền đó là vừa chăm nhờ ông bà chăm cho hai bé, mà cũng là cái chi phí để mà ông bà ở nhà sinh hoạt ở nhà với lại các cháu. Dạ. Dạ. Chị có thể chia sẻ cái trường hợp mà mình phát hiện bệnh của bé như thế nào được không ạ? À, lúc đó mới 2 tuổi á, rồi nó bị sốt xong đem đi bệnh viện đó là... kiểm tra là thiếu máu, xong hết sốt, bữa sau đi khám là nói bệnh tim bẩm sinh, phát hiện cái ngực nhô lên á, xong mới chuyển qua nhi đồng 1, mới phát hiện. Cái lúc mà bác sĩ nói mà bé bị bệnh tim lúc đó mình như thế nào chị? Dạ em sắp xỉu luôn á, giờ mới sinh nhỏ này xong 2 tháng thôi. Cái biểu hiện thường mà bé bệnh nó như thế nào chị có nắm được bé không? Bé là hay lâu lâu á nó la mệt. Mệt rồi cái mặt nó nóng lên như cái môi nó đỏ lên. Có sốt là đi không kịp là lấy nước tràn lên thôi. Thấy kêu mấy người xung quanh này á, tới đi bệnh viện vậy đó. Là đêm hôm là phải nhờ hàng xóm. Dạ. Rồi lúc đó có gọi cho chị hay liền? Có, gọi lên là đi về liền. Là trong đêm là chị phải đi về quê gấp luôn? Dạ, nghe tên là muốn bay về liền luôn á. Mà lúc đó là không xe, không có xe nữa, không có vé nữa. Tối không có về được, đợi gần sáng mới về được. Nhưng mà em nghĩ những cái lần đó nó cũng sẽ ám ảnh mình là đi làm cứ phập phồng, cứ lo sợ những cái cuộc gọi đó đúng không? Cuộc gọi bất ngờ. Như là công ty nó không cho đem điện thoại vô, nó có người giữ. Nên là mỗi lần nhắn là tụi em phải chạy từ dưới xưởng lên nghe. Mà mỗi lần đó là em sợ lắm, nghe kêu em đi nghe điện thoại em sợ lắm. Dạ thưa chú Xuân, mình là thay mặt địa phương ở đây, chú có thể chia sẻ về cái sự khó khăn của gia đình chị Hường ở đây như thế nào? Rồi địa phương mình có cái sự quan tâm hỗ trợ ra sao với cái hoàn cảnh, với cái trường hợp này ạ? Địa phương thì ở đây chủ yếu nhất là làm ruộng. Nhưng mà
gia đình họ không có ruộng nương, để làm thuê thôi. Mỗi ngày tới vụ có thể là mới đi làm. Ở đây có thể là vụ lúa thì mới đi làm dặm lúa này nọ cho cô bác trong xóm đó. Thì nói chung có thể gia đình của cô Hương này cũng bám vào cái tiền lương của hai đứa đi làm ở bên kia đó, để hỗ trợ về gia đình xứ sở thôi. Còn đối với chính quyền địa phương đó, thì nói chung trước hết thì ở đây có thể là được cái nhà nước ưu đãi, thì giúp cái bảo hiểm y tế là 100%. Vậy ở đây có thể xã này là vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, người vùng dân tộc nữa. Con cảm ơn chú. Đến với đoàn hôm nay thì cũng có bác sĩ Trần Phước Hòa, bác sĩ của Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, cũng đến đây thăm gia đình, và chúng ta cũng sẽ muốn biết cái tình hình sức khỏe của bé như thế nào và hướng điều trị ra sao. Thì bây giờ bác sĩ có thể chia sẻ được hay không? Cái bệnh tim bẩm sinh này là một trong những bệnh tim bẩm sinh mà mình gặp nhiều nhất trong các loại tim bẩm sinh. Thì tim bẩm sinh này nó có những trường hợp nó tiến triển, nó tự hết. Do đó là chính vì vậy khi mình đi khám ở những bệnh viện nhi đồng hoặc là một số bệnh viện khác, nếu nhưng mà bệnh không quá nặng, có nghĩa là không cần phải phẫu thuật khẩn cấp, thì người ta sẽ không làm liền, người ta sẽ cho bé một cái thời gian. Cao nhất cái khả năng mà có thể tự lành là trong vòng 2 năm. Sau 2 năm thì nó cũng có khả năng lành, nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm nó thấp xuống rất là nhiều. Nhưng nếu như con có thể chờ đợi được thì người ta sẽ chờ đợi cho bé tới 6 tuổi. Còn với em bé này thì bây giờ nó đã 6 tuổi rồi mà khả năng cái lỗ thông liên thất nó không bít lại, nó có xu hướng nó sẽ tăng áp lực phổi, có nghĩa là nó nặng hơn. Thì nên phẫu thuật cho em bé này bắt đầu từ bây giờ, tính từ bây giờ là càng sớm càng tốt. Thưa chị Huệ, bác sĩ cũng có nói tình hình sức khỏe của bé là cái khả năng hồi phục sau khi can thiệp là 100%. Cái vấn đề lớn nhất bây giờ mà chúng ta cần phải giải quyết trong cái trường hợp này đó chính là về cái chi phí để mà phẫu thuật cho bé. Thì chị có thể chia sẻ với cái trường hợp này được hay không? Cũng mới gần đây thì bên Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là bên Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long đã tổ chức cái đợt khám sàng lọc tại tỉnh Sóc Trăng luôn, để cho bà ngoại có thể đưa cháu đi khám ngay gần tại nơi quê nhà. Ngày hôm nay Huệ và Nhịp Tim Việt Nam được đến thăm gia đình của Như Ý và hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của cháu, thì chắc chắn một điều rằng Nhịp Tim Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương cũng như là Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long để có thể đưa cháu đi mổ trong thời gian sớm nhất. Kính thưa quý vị, đôi khi có những trường hợp người ta thực sự bế tắc khi có điều kiện nhưng mà không còn phương thức nào để chữa trị. Còn với trường hợp của bé Như Ý của chúng ta thì mình biết trước kết quả rằng sẽ là 100%, bé sẽ hồi phục khỏe mạnh lại như những đứa trẻ khác. Nhưng mà vấn đề lớn nhất bây giờ đó chính là chi phí. Cho nên với những cái thông tin ngày hôm nay chúng ta đã đến đây gặp gia đình, qua sự chia sẻ của gia đình thì một lần nữa chương trình Nối Kết Yêu Thương Quỹ Nhịp Tim Việt Nam rất mong muốn được quý vị, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân hãy cùng tiếp tục dang rộng vòng tay, hãy đồng hành cùng với chúng tôi để chúng ta có thể mang lại một cái trái tim khỏe mạnh cho bé Như Ý quý vị nhé. Kính thưa quý vị, hy vọng với những nỗ lực tìm kiếm và giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam cũng như chương trình Nối Kết Yêu Thương và Tấm Lòng Trong Xã Hội, chúng ta sẽ góp phần vẽ lại bức tranh tuổi thơ cho các em với những gam màu tươi sáng hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng chung tay thực hiện sứ mạng này. Đến đây, Nhật Khánh xin kính chào và hẹn gặp lại. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam, số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 02838 278787, website nhịptimvietnam.org.